trang điểm đi, trang điểm cho cả con mèo luôn nhá. Không sắp đến là hội trợ rồi. Mọi lần thì phải trang điểm cho em Cam thôi, hôm nay lại phải trang điểm cho cả con mèo này nữa. What? Mèo mà cũng biết đi hội trợ, cũng biết trang điểm cơ. Bây giờ son này tô vào môi này. Thế thôi nhá, chứ nó chỉ hơi hồng hồng thôi. Được rồi. Ôi nhưng mà cái mắt này bẩn quá này. Mắt này phải kẻ một ít phấn vào mắt này. Ôi A few moments later. Ôi xinh quá. Bây giờ dành cho em. Cam thì anh sẽ tô cho màu nhạt hơn. Màu hồng hồng này thôi, màu trắng trắng này là để kem dưỡng thôi này. Đấy, tô môi trên môi dưới. Thế là đẹp rồi đấy. Xong rồi cái tóc rẻ đâu rồi? Theo con tóc nữa. Nào, đội tóc vào nữa là xong. Đấy, được rồi. Bây giờ đi hỗ trợ được rồi đấy. Em phải ra soi gương đã. Em có sao mà già thế? Chồng em cứ như là 10 tuổi. Đây này, bí kíp để trang điểm đẹp đây. Trang điểm cho mèo thôi chứ. Ôi giời ơi, trang điểm cho mèo này. Nhợt nhạt. Mắt thì trông này, dỉ ngoài em cả da. Mà em Cam nữa, trông nhợt nhạt thế. Tóc lại còn bù da bù dù. Một cả nhà cả cửa được có 2 cây son. Thì một cây vẽ cho mèo, một cây vẽ cho em Cam rồi. Lấy đâu ra mà đẹp mới không đẹp nữa. Anh chỉ có thế thôi. Thế chị Trang có cái gì nào? Tớ có món bảo bối thần kỳ của Doraemon đây. Bảo bối thần kỳ gì? Đây. Bộ đồ trang điểm à? Đúng rồi. Lần này em Cam còn cho cả mèo đi dự hội xuân nữa. Đây, bộ này của chị trang điểm được cho cả người lẫn cho mèo đấy. Wow. À, một cái cốp đồ trang điểm rất là đẹp luôn. Wow. Có cái gì đó chị Trang? Đâu? Đây này. Hình cái nơ. Hình cái nơ. Bây giờ để chị mở ra nha. Nào, em Cam nhắm mắt lại. Nào, chị bảo mở mắt ra mẹ cũng mở nha. Nhắm chặt mắt lại. Rồi, mở mắt ra. Đây chính là một cái cốc đồ trang điểm chuyên nghiệp đây. Cái này để thò tay vào giống như hôm trước đã chị. Rồi, cái này là để khi nào mình nằm neo mình sẽ thò tay vào. Còn đây á, là cái bảng gì em Cam biết không? Bảng phấn đây, để trang điểm. Wow. Hay chị trang điểm cho em luôn đi chị Trang. Ok. Của em Cam này thích cái phấn này á. Cũng thích hộp đồ trang điểm này của chị đấy. Lại còn đòi đánh cái phấn màu trắng này để cho trắng ra. Tại vì cái lông của bạn mèo này bị nâu, tối màu nâu sậm quá. Mình phải đánh cho nó sáng ra thì mới đi dự dã hội được. Bạn mèo này cứ từ đã, để chị trang điểm cho chị Cam trước đã nhá. Xong rồi trang điểm cho em mèo sau. Phải nhiều đồ như thế này thì mới trang điểm đẹp được chứ. Tất nhiên rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng khám phá xem bên trong cái cốp đồ trang điểm này nó có những món đồ gì nhá. Đầu tiên là cái set đồ phía bên dưới này. Đây là một cái vòng tay, còn đây là cái gì em Cam có biết không? Đúng rồi, một chiếc hoa tai hình con thỏ, rất là xinh xinh đáng yêu luôn. Còn phía dưới này em Cam biết là gì không? Rồi, bên dưới này là sơn móng tay nhá, màu hồng và màu đỏ. Tớ thấy cái vòng này ấy khá là hợp với con mèo này đấy. Mèo đâu? Mang đây để anh thử đeo vào một cho nào. Wow. Một sợi dây chuyền hình trái tim. Nữ hoàng mèo luôn. Rất là đẹp nha. Wow, chiếc vòng này đúng là sinh ra để cho em mèo này. Rất là đẹp đúng không các bạn ơi? Đáng yêu quá.
Còn phía bên trên này là bốn cái hộp gì đây em Cam có biết không? Đây là hộp nhũ đấy. Các cái nhũ để chúng mình sẽ trang điểm vào mắt này, vào má này. Đây chính là cái gì đây nhỉ? À, cái này hình như là cái phấn đánh má hồng. Đây, phấn để đánh má hồng này. Wow, lát nữa chị sẽ trang điểm cho em Cam có hai đôi má hồng hồng xinh xinh. Ô dạy có cả quả trứng gà này. À đây chính là cái mút đây. Để lát nữa chị sẽ đánh kem nền cho em Cam này. Đánh kem nền vào đây này. Đây chính là hộp kem nền đấy. Để đánh cho em Cam da nó sáng lên, nó trắng lên. Đây này. Đấy, chúng mình sẽ dùng cái mút này chấm vào đây để lấy kem nhá. Xong rồi tán lên mặt như này. Tớ lại cứ tưởng là người ta cho thêm một quả trứng gà vào làm gì không biết được. What the hell? Đây không phải là trứng gà mà là cái mút để trang điểm. Wow, đây chính là dụng cụ trang điểm đấy em Cam ạ. Đây chính là những cái cọ để đánh phấn mắt đây này. Những cái cọ nhỏ xinh để đánh phấn mắt. Bây giờ chị sẽ bắt đầu trang điểm cho em Cam và con mèo để đi dự hội chọn nhá. Bây giờ chị sẽ đánh trước kem nền cho em Cam nhá. Cho mặt em Cam nó trắng ra. Lát nữa chúng mình sẽ mặc thêm một chiếc váy màu trắng nữa. Mồm em Cam cứ bình thường sao cứ như thế. Nào, trang điểm để cho bạn mèo nào. Đấy, đánh hai cái má nha, đánh cho cái mặt nó trắng ra nha. Rồi, cả em Cam nào. Ôi, trắng hẳn luôn này. Trắng hẳn luôn đấy. Đấy, phấn xịn mà. Ok, bây giờ sẽ cho một ít má hồng nha. Đấy, má hồng này. Yeah. Nào. Đấy, các bạn thấy má của em Cam bắt đầu hồng hồng chưa? Đấy, má hồng rồi nha. Rồi, bây giờ đến lượt bạn mèo nào. Hai má hồng hồng cho bạn mèo nào. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Đấy, nhìn này, má bạn mèo bắt đầu hồng hồng rồi này. Rồi, bên này nữa. Bạn mèo này của em Cam ngoan nhỉ? Cũng biết trang điểm đấy. Rồi, ok, bây giờ chị sẽ đánh cho em Cam một ít son nữa. Son đây, son đây. Ở đây có hai thỏi son. Một thỏi son hồng cánh sen này. Và thỏi son này có màu hồng gì? À, đây mới là màu hồng cánh sen. Còn đây là như kiểu màu hơi thiên về đỏ đỏ, hồng đỏ ấy. Đâu, em Cam thích màu son nào? Em thích màu son này. Màu son này à? Ok. Em đánh chị chân chân đẹp. Ok, chị đánh cho em Cam xong rồi đây. Các bạn thấy màu son này có hợp với em Cam không? Thế còn bạn mèo này, mình sẽ đánh cho màu hồng này nha. Oh, nhưng bạn mèo này môi đỏ rồi em Cam ạ. À. Không phải đánh nữa. Rồi, bây giờ. Đúng rồi, chị sẽ đánh cho em Cam một ít phấn mắt nữa nha. Màu nào? Đây, đầu tiên là chúng mình sẽ đánh nền cho mắt đã. Em đánh màu này. Màu hồng à? Em Cam có vẻ là fan của màu hồng đấy. Ok, chị sẽ đánh cho em Cam màu hồng này nha. Hoàng thượng đâu? Giơ móng vuốt ra nào. Ủa, con mèo đâu đấy? Hey, không, đây là anh đang rũa cái móng tay của con mèo đi để cho nó đỡ sắc này. Đấy, đây là đang làm neo cho mèo đấy. Xong thì nó ăn nhiều cho Cam đẹp hơn à? Ai cũng đẹp hết. Rồi, tay bên này, chân bên này nào. Cẩn thận đây nha, không con mèo nó cào vào ăn đây. Wow. Rất nhiều những đồ để trang điểm cho em Cam đây. Ở đây chị đã chuẩn bị sẵn cho em Cam một chiếc vòng ngọc trai rất là xinh luôn. Đầy màu sắc, quàng vào cổ nha. Đấy. Còn móng tay chị đã chuẩn bị cho em Cam rất nhiều những bộ móng khác nhau. Đây là bộ móng của nàng tiên cá đây, có các cái vảy cá đây này. Còn đây là bộ móng của bạn gấu. Đây cũng là bộ móng của bạn gấu này. Còn phía dưới này là những bộ móng lấp lánh với những ngôi sao màu sắc. Em Cam thích dán móng tay màu gì? À, dán móng tay nàng tiên cá. Wow!
Bây giờ đến lượt tiết mục chọn tóc giả. Bây giờ không ai đội cái tóc giả như vừa lúc nãy mà anh nhím đội cho em Cam đâu. Mà phải đội những cái bím tóc như thế này nè. Hai bên rất là xinh luôn. Cái nào? Cái này á phải test mất nhiều thời gian lắm. Mà em Cam nhìn đồng hồ xem, sắp sửa đến giờ đi hội chợ rồi đấy. Chúng mình sẽ không thể kịp được đâu. Đây này em Cam nhìn này, dây tóc á, màu đen màu hồng này. Còn dây tóc này còn buộc cả nơ nữa. Đẹp chưa? Wow, dây tóc này còn có cả hình con bướm màu tím này. Còn cái dây tóc này thì có những cái hạt vòng màu trắng trắng. Em Cam thích dây tóc nào để chị buộc cho em Cam nào? À, dây tóc hình con bướm này á. Ok, ok, để chị thử buộc cho em Cam nhé. Yeah, mommy. Đây, buộc vào đây. Như thế này này, em Cam đã có một bộ tóc dài rồi. Wow. Tiếp tục bên kia. Ta-da. Chị nghĩ là cần phải làm dày tóc em Cam lên nữa bằng việc cho thêm một dây nữa vào đây. Là thành màu sắc của chị Trang. Đấy, đúng rồi. Mọi người ơi, cái này dính móng tay rồi này. Cái này còn có giống dính móng tay ngựa pony ở đây à. Không biết là của bạn nào bỏ quên ở đây nhỉ. Đây, nốt ở đây cho em Cam. Đấy, như thế này là em Cam có thể đi hội chợ xuân được rồi đấy. Còn bạn mèo này cũng phải mặc cái gì vào chứ. Đi ra ngoài mặc phải đẹp vào. Đúng rồi, mà phong phanh chỉ mỗi bộ lông này thôi nè. Không cẩn thận đã bị viêm họng đấy. Đấy, đeo cả một chiếc nơ này nữa nào. Wow. Rất là đẹp luôn. Các một bạn chú mèo quý tộc. Nào, ngẩng mặt lên cho các bạn chiêm ngưỡng nào. Hai má hồng hồng phây phây này. Môi cũng đỏ đỏ này, xinh gái quá. Mèo của em đâu? Đây, mèo của em Cam đây. Bế bạn ấy cẩn thận nha. Một tay đỡ vào mông nào. Đấy. Ngoảnh ra đây nào. Hello. Chào tạm biệt em Cam và bạn mèo. Đi hội chợ xuân thật là vui nha. Xuân truyền mình này, mời các bạn cùng vào tham quan nhé. Wow, ở đây có rất là nhiều bóng luôn. Đúng rồi đấy, em thích bóng quân ếch. À, ở đây có quả bóng quân ếch này. Cô bạn Hà ơi, bạn chưa chơi bóng quân ếch? Một con ếch xanh rất là đẹp luôn. Wow, phía bên dưới này còn có một con rồng rất là to luôn, màu vàng. Con rồng này được cô giáo em làm bằng giấy. Ở đây có nhiều đồ chơi quá. Để chị xem nào. À, đây chính là một bộ xô vòng tay vòng cổ đấy. Em Cam có thích chơi bộ đồ chơi này không? Em có. Vậy thì chúng mình sẽ mua một bộ đồ chơi này nhé. Here we go. Ở đây có nhiều tượng đẹp quá. Em thích tượng cô gái này. Yeah, cô gái trên đầu đội một cái vòng và một mái tóc rất là dài luôn. Tô màu cho cô gái. Ôi, anh Minh Khôi bên cạnh này, không biết anh ấy tô cái con gì mà màu đen xí như thế này nhỉ? Đây là một con cáo ấy. What? Con cáo chị tưởng có màu vàng chứ nhỉ? Sao anh Minh Khôi lại tô màu đen như thế này? Em sắp tô xong rồi. Wow, một cô gái có mái tóc màu hồng và những bông hoa đội đầu màu tím. Còn có chiếc áo màu vàng. Thật là đẹp luôn. Đây là một cô công chúa rất là xinh. Bức tượng này em Cam về nhà có thể biến nó thành một cái lọ hoa đấy. Cắm hoa lên trên phía đầu của cô gái này này.